nghiệp tội thay tâm tình. Còn theo Đức Huỳnh giáo chủ là dấu hiệu đến buổi khoa tràng. Đến nay là buổi khoa tràng, mình dương sức thấy khắp tràng thành nề thôi. Và cũng là điềm dân lành, hết còn lao khổ nữa. Nhân sanh giữ phần chơi thang, mình dương sức thấy mới an dân lành. Tam thập lục nhân, mặc dù sự xuất hiện của Minh Dương là một điềm lành cho nhân loại, nhưng đây là một điềm lành chứ chưa chính thức đức vị, vì Ngài còn quá nhỏ. Giả lại tình thế lúc bấy giờ chưa yên, Ngài còn phải ẩn lánh một thời gian nữa. Để bảo vệ và phò tá Ngài, có 36 vị quan tức tam thập lục nhân, mà chúng ta đọc thấy trong sấm giảng như sau. Long qua hỏi ân cần lối lập đi lập đi cho rồi tam thập lục nhân. Cứ như được biết 36 vị đây là 36 vị trong hàng quan cựu trở lại, khi Chúa ra đời sẽ mượn lấy xác phàm mà theo phò tá Minh Dương cho đến ngày lên chánh vị, mà chúng tôi sẽ nói đến ở đoạn sau. Thập bát quốc khai chiến. Mặc dù Thánh Chúa đã xuất hiện, nhưng tình thế lúc bây giờ chưa yên, vì sự hiển lộ đền vàng các ngọc, nhất là viên ngọc phổ lư trên chót bột đồng chiếu ánh sáng khắp nơi, khiêu gợi lòng tham tàn của các nước. Ỷ lại vào sức mạnh của võ khí tối tân, và để thỏa mãn lòng tham muốn chiếm đoạt đền vàng điện ngọc, các nước khởi binh kéo sang. Cứ theo sấm giảng thì kể cả có 18 nước mà sấm giảng gọi là thập bát quốc, nhưng không nói rõ tên 18 nước ấy là nước nào, chỉ thấy nói là nhiều nước dị kỳ không giống nhau kéo vào Việt Nam khắp bốn mặt, như ông sư giải Bán Khoai cho biết. Giặc khởi tướng vậy thì nhiều nước dị kỳ khác chẳng giống với nhau. Chúng kéo qua là vì lòng tham báo. Sau khi sấm nổ, hiển lộ đền vàng với Đức Huỳnh giáo chủ đã mỉa mai gọi là hội thi. Sấm giang thì lộ bắn vàng, giữ nhu thể với khắp tràng đến thi. Chữ thi gần chữ sầu, bị tham của nghi báo ly kỳ máu rơi. Vì tham báo cho nên hùng cường đua tranh nhau, như sấm giảng đã nhận. Phong trần dài dạng gió sương, chữ bàn tham báo hùng cường đua tranh. Hoặc giả lao sao bể bắt non tầng, quân phiền tham báo xa gần cũng quan. Tranh phong cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thầy. Địa bàn của cuộc chiến, theo Đức Huỳnh giáo chủ cho biết, sẽ là ải địa đầu châu đốc. Tam châu hữu ngàn lụy nhỏ xa, thập bát chư bang đồng can qua. Tam châu là chỉ tỉnh Châu Đốc, một tỉnh nằm trên hữu ngạn sông Cửu Long, có ba chữ châu: tỉnh Châu Đốc, quận Châu Phú và xã Châu Phú. Chẳng những trận chiến xảy ra ở ải địa đầu Châu Đốc mà còn diễn ra ở Non Tần, tên của một nước Cao Miên hay Campuchia. Hãy mau khuya sớm chuyên cần,
đặng xem chữ quốc kỳ non tầng dành chia. Nhưng trận chiến thảm khốc và ác liệt nhất mà thay chất thành núi, máu chảy thành sông là trận chiến trên con lộ Định Mạng, Văn Giáo và Giáo Văn. Lộ Văn Giáo, về con lộ Tiền Định Văn Giáo, trong Tứ Thánh có viết: qua lèn năm nước chặt đàn, qua lộ Văn Giáo máu tràn thành sông. Ông Ba Thới trong Kim Cổ Kỳ Quan lại cho biết con lộ Tiền Định Văn Giáo là nơi trả quả của kẻ thị phi, của người tu dối. Kẻ thị phi niệm Phật đưa đường, qua lộ Văn Giáo vô thường quyết lưu. Ông Ba Thế còn nói rõ, chẳng những lộ Văn Giáo mà còn thêm lộ Giáo Văn, là nơi phơi thay của những người vô căn hiểu đế. Qua hậu sử Văn Giáo Giáo Văn, thầy phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời. Nhưng con lộ Văn Giáo là con lộ nào, và con lộ Giáo Văn là con lộ nào? Có người cho rằng con lộ Văn Giáo là con lộ từ núi Sam đi vào nhà bàn, nhưng xét về địa danh thì trên đoạn đường này không có chỗ nào có tên Văn Giáo cả. Cứ theo sự hiểu biết của chúng tôi thì Văn Giáo là tên một xã nằm trên con lộ từ nhà bàn đi vào núi Cấm, còn con lộ trải qua những xã bắt đầu từ nhà bàn kể xuống Thới Sơn, Văn Giáo, Vĩnh Trung, Tú Tề. Như vậy thì con lộ Văn Giáo là con lộ từ nhà bàn đi xuống núi Cấm. Còn Giáo Văn là tên một con kinh chứ không phải là con lộ. Nó khởi từ đầu cầu sắt nhà bàn, cách kinh Vĩnh Tế 3 cây số ngàn chảy xuống núi Voi, mà người ta thường gọi là kinh Trà Sư. Con kinh này chảy xuống gần núi Voi, đổ xuống láng Trái cho tới láng Bà, ăn thông đến rừng Bãi Thưa. Hồi trước Đức Cố Quản Trần Văn Thành dùng con đường nước Giáo Văn này tải lương từ kinh Vĩnh Tế xuống rừng Bãi Thưa, nơi Đức Cố Quản lập chiến khu chống Pháp. Vì các ngõ khác đều bị quân Pháp dẫn đường nên Đức Cố Quản phải dùng con đường này dẫn lương, mặc dù rất xa và hiểm trở nhưng được an toàn hơn các ngõ khác. Kinh Trà Sư lúc bấy giờ rất sâu nên ghe xuồng lưu thông rất thuận tiện. Gần đây con kênh ấy thiếu tu chỉnh đã trở nên cạn, không còn dùng lưu thông trong mùa khô hạn, chỉ dùng được trong mùa nước lớn mà thôi. Sau này hai con lộ Văn Giáo và Giáo Văn sẽ là nơi chiến địa ác liệt khi 18 nước kéo binh sang định xâm chiếm đền Vàng Cát Ngọc, cho nên nơi đây thay sẽ chất thành núi, máu sẽ chảy thành sông trong những ngày các nước chém giết nhau. Dân chúng ở vùng này sẽ vô cùng điêu linh khổ sở không sao tả xiết. Chẳng những chiến cuộc xảy ra ở đồng Thất Sơn, phần tỉnh Châu Đốc, mà còn lan rộng xuống Láng Linh, phần tỉnh Long Xuyên. Cảnh khổ của miền Long Châu, Long Xuyên và Châu Đốc đã được Tứ Thánh đề cập đến. Ghe thuyền kẻ tới người lui, giữ lời Phật dạy núi chui núi rừng. Sự tiêu một cuộc không chừng, Long Châu ước giáp Phật trừng loài gian. Thấy nằm chật đất ngổn ngang, đầu trôi sóng dập ngổn ngang hai hồ. Về thảm cảnh của Láng Linh, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng nói đến: chừng tới lúc Láng Linh thọ cành thì ta đây mới ảnh gương cho. Cuộc chiến này đi đến kết cục
là các nước vì tranh nhau toan cướp đoạt đền vàng điện ngọc mà sát hại lẫn nhau, không nước nào thắng nước nào, kết thúc là chiến tranh tự tàn lụi. Việt Nam không chiến mà tự nhiên thành như Đức Quỳnh giáo chủ đã nói. Ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi, lời lẽ chẳng ghi thành công em thầm có lắm mơ người yêu. Giai đoạn tranh chiến này phù hợp với mấy câu sau đây của Đức Quỳnh giáo chủ. Phát ra tiếng nổ quy cờ Việt Kim, cử cử y nhiên tình liên thanh báo, đỏ máu xuống rơi cùng mới nói chơi chứ ban ngàn phục. Và cũng ăn khớp với đoạn sấm của Trạng Trình ở câu Bảo Sơn thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành. Mặc dù trong trận chiến này Việt Nam bất chiến tự nhiên thành, nhưng dân chúng dùng Thất Sơn và Lãng Linh không khỏi tai ách, chẳng qua là cơ định mạng của tiền căn mỗi người vậy. Âm binh về tai nạn của giặc Trần, mặc dù khốc liệt thê thảm, nhưng dân chúng còn có thể trốn tránh nếu người ta biết giữ phòng và kịp thời di tản. Đến như giặc trời thì không còn đường nào trốn tránh được, nó sẽ thê thảm và ghê rợn bằng mấy mươi lần giặc Trần. Vì người đời không biết đâu mà tránh, không còn biết chạy đi đâu, chỉ còn có một con đường là cầu trời khẩn Phật. Về nạn âm binh, ông sư giải Bán Khoai có cho biết: Lại có một mối âm binh, làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thề nát rục nát răng, người thề thịt nát xương tan, chẳng còn. Đức Quỳnh giáo chủ cũng cảnh cáo: Nó chịu rồi lại đôi môi, dương trần sắc dương bệnh trời từ đây. Cùng một lượt với chiến tranh do 18 nước khởi động, làm cho sanh linh đồ thán âm binh cũng nổi dậy khắp nơi giết hại nhân dân không sao kể chiếc. Trước cảnh ấy, chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết cả bừa theo mây, chết do mây tạo chuyện tay, chết vì nhân loại xứng gây tai nạn, chết nào bằng chết ôn hoàng. Ông ba thế phải cấp tiếng than: Càng ngày càng hết càng mòn, xem đi xét lại chẳng còn bao nhiêu. Hội Lâm Quan cũng trong hồi giặc giả loạn lạc nhiễu hại âm binh, Hội Lâm Quan được lập, một đại hội do Phật trời lập ra, như ông sư giải Bán Khoai cho biết: Phật trời nói chẳng sai lời, Long Hoa là hội Phật trời lập ra. Theo Đức Quỳnh giáo chủ, trong muôn thu mới có sắc lệnh khai kỳ Long Hoa vào thời Quân Hạ. Muôn thu thiên đành nhất cơ trời, hạ quân sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Đây là một tâm thừa Phật trời dành cho dân thành đạt như Đức Quỳnh giáo chủ.